Rồi, cái xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái món hàng mà em test hộ cho một bác ở trong nhóm, nhờ gửi về em test hộ. Thì con này như là con lửa 8 thì phải. Đây, thì ok, chưa sơ cho các bác là cái hộp này nó còn nguyên vẹn nhé. Đây, cái chỗ này em vừa mới rạch thôi. Đấy, yên tâm nhé. Đây, thì em sẽ quay trực tiếp như này để mà có vấn đề gì thì dễ nói chuyện, chứ không có vấn đề gì này khó nói lắm. Thì em vẫn đang là nhận test máy hộ cho các bác nhé. Các bác cứ không không biết test hoặc là không không cứ tưởng vào người bán ấy, thì cứ gửi về đây cho em test hộ nhé. Đây, ok. Nhanh các bạn ạ. Hello. Đây rồi. Rồi. Đây có tặng kèm một cái miếng. Đây là cái miếng PPF các bạn của G8. Đấy. Nói chung là cái miếng này thì em cũng dán rồi, không có mấy đâu. Dán tạm thôi. Đây, có cái ốp silicone. Còn trong này là dán da này, dán da. Máy thì cái cường lực trước này này nó vỡ lát bét rồi. Cho nên em cũng bóc nó ra luôn. Chứ để này sao mà dùng. Đấy. Đấy, và còn dính một ít keo silicone thì em sẽ lau đi cho bác ấy. À, cũng sạch rồi, cũng sạch. Dán cái keo UV này khá là nguy hiểm các bạn, tại vì nhiều khi gặp keo đểu ấy là khó bóc lắm. Đấy. Rồi, tạm tạm thế. Đây, thì trước tiên là chích luôn cái màn, tại vì cũng vừa lau sạch mà. Thì cái màn em thấy là còn khá là đẹp. Em xem nào, xem có ép kính, ép gương gì không. Thì em đang soi như thế này thì em vẫn chưa nhận ra được là có dấu hiệu của ép kính. Soi ngoài chỗ khác xem nào. Không thấy gì. À, ok các bác, coi như là máy này còn ngon, không phải ép kính. Em soi không thấy cái điểm gợn nào cả. Rồi, tranh thủ lúc này thì em bật nguồn lên nhé các bác nhé. Thì con này là con bản Hàn. Thì cái rắn da này này thì em cũng không muốn tháo ra nữa, em nghĩ là sẽ còn khá ok. Đây, kính cam này. Kính cam này các bác có thể xem này, mình vừa lau đi. Thì kính cam cũng khá xước rồi nha các bác nhá. Đây. Đấy. Đấy, em vừa lau sạch đấy nha các bác nhá. Cũng khá là xước. Nếu mà nhìn thẳng thì sẽ không thấy xước, nhưng mà nhìn nghiêng này sẽ thấy xước này các bác. Đó, khá là xước đó. Ở đây, con này máy hàn, em sẽ thiết lập sơ qua cái đã. Nó cái vừa chắc vừa mới khui được cái gốc và gửi luôn cho em, nên là không có chưa có cài đặt cái gì cả. Đấy, như thế này còn vân tay rồi. Ok, thì đã xong rồi. Các bác, thì em sẽ trước tiên sẽ lấy cái sim của em để em lắp vào xem thế nào các bác nhé. Tại vì cái quan trọng nhất vẫn là phải sim sóng nó ổn định. Em sẽ phải lấy cái sim của em đã.
Ok, cái sim đây. Cái sim thì không gãy gì cả nhé. Này màu đen. Ok các bác, trong lúc chờ nó nhận sim thì em sẽ test cái ngoại hình trước các bác. Thực ra thì em cũng không nhớ là hai bác ấy thương lượng với nhau về ngoại hình như nào thì em cũng không rõ, nhưng mà em sẽ test kỹ cái ngoại hình cho bác ấy xem. Đây. Đây, trước tiên là cái cạnh dưới này. Thế cạnh dưới đây này, em đang thấy là có một cái vết xước ở chỗ này. Đó. Chỗ này một vết nữa. Và chỗ này một vết đầy, chỗ này vết to này. À. Đó, thì đương nhiên là dưới miệng thì cái màu đen này nó sẽ bao giờ nó cũng rất nhiều cái vết lông mèo ấy bác. Ok các bác, thì cạnh phải đây, cạnh phải này thì em thấy là còn ngon này, nó cũng gần như là chưa xước gì cả, thấy còn khá ngon. Cạnh trái đây, cạnh trái này thì có à, bên cạnh trên này thì cũng xước ít thôi, nói chung là như này cũng ổn. Cạnh trên này cũng có một vài vết xước lông mèo nhỏ nhỏ, nhưng mà em coi như là không có, tại vì nó bé lắm. Rồi. Đây là cạnh trái, em lau hết phát nữa nào. Ok các bác, thì cạnh trái này cũng còn khá là ngon đấy các bác nhá. À, cũng không xước nhiều, nó chỉ xước lông mèo xíu xíu thôi. Và ba cái phim bấm ấy nó cũng không bị chóc sơn gì cả. Ok. Như vậy là cái khung viền này chỉ có cái chấm này là to nhất thôi. Đấy, còn mặt lưng thì thôi, coi như là đẹp đi, tại vì em nghĩ dán như này thì nó nếu mà dán từ đầu thì rất là đẹp, và chỉ biết là cái cụm camera là khá xước nhá, dùng thì cũng ổn thôi nhưng mà khá xước tại vì chỗ đấy nó không dán mà. Đấy, còn màn hình trước thì ngon nhé, màn hình trước thì đẹp, cái phần kể cả cụm camera trước này cũng còn khá đẹp đó. Đó, ngoại hình thì em thấy là ok, còn em thì sẽ xin sóng nhé, xin sóng và xem mình có ám ố gì không. Đây thì nhận LTE bình thường đây, nghe gọi phát nha. Ok, tiếp cận bình thường. Em sẽ bật cái wifi này xem nào. Đây, wifi như này là có rồi. Nối đầu vào. Ok. Wi-Fi thế là ok rồi nhé. Rồi em sẽ test những cái chức năng cơ bản của con này xem thế nào. Đây. Vân tay xem nào, còn không nào. Đấy, vân tay như thế này là ok rồi các bác nhé. Còn vân tay còn. Xem đang chạy Android mấy nào. 12 rồi. Số email, số Siri không bị mất. Hiển thị cả số điện thoại. Ok, em sẽ vào hẳn bên trong em test cái chức năng cơ bản. Ok, trước tiên sẽ test cái màn hình luôn các bạn. Mi Info này. Đấy. Số lần sạc này. Đấy các bác thấy không? Máy người dùng bình thường thôi. À, số lần sạc người ta cũng bằng không này. Tại vì cái này nó không quan trọng mà. Nó tù luôn nó nên nhiều bác cứ quan trọng. Em cũng chả hiểu. Rồi em sẽ soi thật kỹ cái màn hình này để xem là nó có ám ố gì không. Ok các bác, con này thì cũng không ám ố gì đâu, và cũng nói luôn với các bác là thế này. Cái con LG nào cũng thế thôi. Em thấy là nó họ làm hoàn thiện nó cứ kiểu gì ấy, nó cũng không phải là cứ hoàn toàn là màu nó đều thấm tắp tất cả các cạnh góc cạnh như nhau đâu. Em thấy cứ trên này nó sẽ vàng vàng hơn phía dưới một chút. Đấy, nhất là về V60 nó toàn thế thôi. Cả con G8 này cũng bị thế, hơi hơi vàng hơn một chút, nhưng không có nghĩa là màn hình nó bị lỗi nhé. Đấy, nó vẫn thế thôi, nó vẫn ok thôi.
Đó, rồi ok quá. Thì màn hình con này là còn ok nhé. Thì vừa giờ em test cái màn hình em thấy là cái phần chỗ này này, cái phần hở giữa 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 khung màn hình à giữa màn hình với cái khung ấy, nó con này khá hở nhé. Thế nhưng ấn vào thì nó còn khá chắc chắn thì em nghĩ là nó bình thường thôi. Đấy. À, quên. Phim bấm rồi sao tin vào cái phần này nó ngon quá. Tôi vào cái phần auto này sẽ hơi lắm, thoát ra lâu. Đấy, ok, em sẽ vào cái phần này để test các chức năng khác nữa. Đây, cảm biến ánh sáng, tiếp cận bình thường, cầm cận, tiệm cận chứ quên. Đây, bình thường hết, ok. Ok các bác. Các nút bấm bình thường. Chuông bình thường. Rung cũng bình thường. Con quay hồi chuyển bình thường. Các mic ok. Trên. Ok. Cảm ứng. Ok các bác, cảm ơn bình thường. Camera tí nào kia test luôn. À, con này thì từ test áp suất trong còn không? Em không biết là các bác ấy bảo còn hay không, nhưng mà cứ test. Đó, con này vẫn còn áp suất này. À, 1013.3 nên được 4 chấm, con này vẫn còn áp suất nhá, nhảy bình thường. Khá ngon. Nhảy được khoảng tầm 0.7 luôn. Ok. Thế là ngon rồi, hết rồi các bạn. Thế thì là trong rồi, còn cũng chẳng có cái gì để mà test nữa. Cái phần này thì test hết rồi. Đây, test nốt cái phần 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 sạc. Em sẽ cắm vào máy tính xem thế nào nhé. Đây, đây máy tính của em này. Đó, nhận bình thường nhé, ok. Thì thực ra là mấy cái con G8 này nó không bị lỗi chân sạc đâu các bạn. Mỗi con B60 giả hơi thôi chứ. Đây, con này có lỗi bao giờ đâu. Đây, sạc nhanh đây. Các quên chưa bật nguồn. Đó, nhận sạc nhanh bình thường nhé. Sạc nhanh này. Ok các bác, nhận như này là nhận rồi, không phải sợ nha các bác nhé. Nói chung mấy con G8 thì không sợ, không sợ và lỗi sân sạc. Bảo hành cho các bác cả năm cũng được. Có mỗi con B60 giờ hơi thôi. Ok các bác, đấy thì con này như thế này là rất là ngon rồi. Thứ nhất là ngoại hình còn khá là ổn, màu đen đẹp, khá là đẹp, không phải là đẹp xuất sắc nhưng mà với cái máy cũ người dùng như này là đẹp rồi. Màn hình còn đẹp và các chức năng bình thường, không vấn đề gì cả. Chân sạc đẹp, nhận máy tính bình thường đó. Em không biết là giá con này các bác em mua bao nhiêu nhưng mà thấy là con này còn ngon nhé các bác nhé. Chỉ có mỗi em thấy hơi tiếc là cái cụm camera là cái chỗ khá là quan trọng nhưng mà nó hơi xước thôi. Đấy, nó hơi xước thì tùy các bác ấy thương lượng thôi. Đấy, hơi xước thôi. Đấy, thế thôi. Còn lại thì ngon. Ok các bác nhé.